lúc nào mình cũng nói trước là anh ơi, ở đây em có bún thêm miễn phí, nếu mà anh muốn ăn thêm thì anh cứ nói về em. Nghe tên thì nó là sang chảnh như vậy thôi, nhưng mà thật ra bún bò của mình là bán lề đường mà cũng giá cũng rất là bình dân thôi. Mình hầm sườn sụn thì mình cũng có hầm thêm xương ống nữa. Tô đầy đủ full topping gồm có nạm, gân, chả, giò hoặc là sụn tùy vào khách. À, cái hương vị của mình á sẽ đậm của người miền Tây hơn. Thật ra thì nói người miền Tây sợ ngọt, nhưng mà bản thân mình á thì lại là người miền Nam chính gốc, cho nên là nó sẽ không có bị ngọt quá, thì mình cũng gia giảm theo cái khẩu vị của mình. Đó, cho nên là mọi người không có lo sợ ngọt đó. Mọi người đừng có lo khi mà khách mà nếu mà ăn thêm một tô đúng không, mà họ vẫn không no thì họ có thể nói với mình là em ơi, cho thêm một tô bún thêm. Mình tên là Hân, mình đến làm bán bún bò. Bún bò tên là Nghĩa Cát, tại vì chồng mình tên là Nghĩa, mà hai đứa mình đều rất là thích mèo, cho nên là từ cát đó là từ tiếng Anh của mèo đó, tên là Nghĩa Cát. Nghe tên thì nó là sang chảnh như vậy thôi, nhưng mà thật ra bán bún bò của mình là bán lề đường mà cũng giá cũng rất là bình dân thôi. Của mình thì 35.000 cho một tô không giò, và 45.000 sẽ là một tô đầy đủ full topping gồm có nạm nè, gân nè, chả nè, giò hoặc là sụn tùy vào khách. Mình bán cái địa chỉ là 47 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, đối diện với chùa Đại Giác. Mình bán từ 16 giờ cho đến 22 giờ hoặc là có thể hết sớm hơn. Thật ra thì cái topping thì nó cũng chỉ là một cái phần phụ thôi, quan trọng thì mọi người vẫn thích cái hương vị của nước lèo hơn, nó đậm đà hoặc là nó phù hợp với khẩu vị của mỗi người. Thật ra thì cái cơ duyên của mình với bún bò này nó cũng rất là hay. Trước đây á thì mình không có biết nấu ăn. Nhưng mà mình rất là thích món bún bò này, coi như là ngày nào mình cũng ăn cũng được luôn. Thì cơ duyên đến với mình là khi mình lấy chồng. Mẹ chồng mình nó có một cái tài nấu bún bò rất là ngon. Thì lúc đó mình mới nghĩ tại sao mình lại không cái chia sẻ, mình học cái cách nấu bún bò của mẹ mình, rồi mình chia sẻ, mình bán cho mọi người, để mà nếu có những người người ta cũng thích ăn bún bò giống như mình đó, thì mình sẽ lan tỏa được cái niềm đam mê đó. Phần nữa là mình cũng có thể kiếm thêm thu nhập đó để lo cho hai bên gia đình. Đó, rồi tức là mẹ mình là người miền Tây, cho nên là cái vị của mình nó sẽ không có đậm mùi ruốc giống như là của bún bò Huế. Mình sẽ có nạm nè, chả nè, gân nè, rồi giò với lại sụn nữa. Thật ra thì mình cũng có tìm những cái đó rồi, nhưng mà đợt hàng nó bị đứt, cho nên là trước đây là mình có bán giò bò nữa, nhưng mà do đợt hàng nó bị đứt á, cho nên là mình vẫn đang tìm kiếm lại cái món đó, nó sẽ đặc độc lạ hơn. Khi mà có những người họ sẽ không thích ăn quá nhiều mùi ruốc đi, thì mọi người có thể đến đây để mà thưởng thức cái món bún bò của mình. Khi mà mình không thêm ruốc thì mình vẫn sẽ có những cái gia vị giống như là sả nè, thơm nè, gừng và hành tây, nó sẽ hòa quyện lên một cái bún bò rất là phù hợp với khẩu vị nhiều người ở miền Nam mình hơn. Thật ra thì nói người miền Tây sợ ngọt, nhưng mà bản thân mình á thì lại là người miền Nam chính gốc, cho nên là nó sẽ không có bị ngọt quá, thì mình muốn gia giảm theo cái khẩu vị của mình. Đó, cho nên là mọi người không có lo sợ ngọt đó. Thực sự là cái em thấy của mình là bán là bún thêm miễn phí, vì sao mình lại lựa chọn cái phương châm? Như mọi người cũng thấy á, thì ở quán của mình là bán lề đường, cho nên là giá 35.000, 45.000 nó rất là rẻ rồi. Tuy nhiên thì phần lớn khách ở đây là những anh công nhân, những người dân lao động, những anh taxi, những anh chạy rác. Thì giống như công nhân thì mình cũng biết là họ làm rất là nặng, thì cái mà họ muốn tìm đến một cái quán ăn là họ muốn no cái bụng của họ. Cho nên đối với mình á, thì 5.000, 10.000 bún thêm đó, nó cũng không có làm giàu cho mình được đâu. Nên là mình cứ thôi thì mình cứ bún thêm miễn phí đi, họ có thể ăn no được và họ cũng sẽ quay lại lần sau. Mọi người đừng có lo khi mà khách mà nếu mà ăn thêm một tô đúng không, mà họ vẫn không no, thì họ có thể nói với mình là em ơi, cho thêm một tô bún thêm. Hoặc là khi mà mình thấy cái anh đó giống là anh công nhân hoặc là anh taxi nào đó mà mình nấu bún vừa á, mình có thể lúc nào mình cũng nói trước là anh ơi, ở đây em có bún thêm miễn phí, nếu mà anh muốn ăn thêm thì anh cứ nói về em. Đặc biệt trong cái tô của mình là sẽ có thêm sườn sụn của bò. Thì cái món này á là mình hầm trong ngày hôm trước, sau đó là mình ủ một đêm, xong qua ngày hôm sau mình sẽ có một cái nước cốt, và sườn sụn nó cũng mềm vừa đủ để mọi người có thể ăn được, mà nó không bị dai, không bị cứng, nó vừa giòn giòn sực sực, nó rất là thích hợp với những người mà thích kiểu như thích gặm gặm á, nó sẽ rất là ngon. Nước hầm này bên cạnh đó mình hầm sườn sụn thì mình cũng có hầm thêm xương ống nữa. Tuy nhiên thì xương ống mình vẫn hầm chung như vậy luôn, nhưng mà mình sẽ không có làm nó làm một cái chủ đạo trong cái món ăn của mình. Mình sườn sụn thì nó vẫn sẽ ngon hơn là xương. Các sa tế của mình ở đây là sa tế nhà làm, cho nên nó sẽ rất là cay. Nếu như mọi người đến đây và thích cái sự ăn cay á thì mọi người có thể thử. Tại vì có những anh giống như người ta không có biết á, người ta nghĩ trời ớt này chắc không cay đâu, thì người ta bỏ quá nhiều đi, một hồi là cái nữa là cái miệng, mình thấy cái miệng của họ rất là đỏ luôn, mà nó bắt đầu nó sưng lên và họ không hút hết nước. Và có những người nó ủa, mình cũng có hỏi là ủa anh ơi sao anh không hút nước, không hợp khẩu vị của anh thế nào, nó không cay quá anh ăn không nổi. Cái đó cũng là những cái kỷ niệm rất là vui khi mình quán bún bò này.
có những anh mà giống như anh taxi đi, ở đây taxi rất là nhiều và họ hầu như là ngày nào họ cũng ghé hàng cả tuần luôn, làm như giống như là mình bạn bè với nhau á, mình ngồi tâm sự, mình ngồi nói chuyện với nhau luôn. Rồi có những cái gì đó trong cuộc sống này á họ cũng chia sẻ với mình. Hôm bữa thì có một anh taxi anh cũng ăn rất là quen ở đây và anh nói là em ơi em ăn sầu riêng ăn trái cây không, anh đem qua là anh đem nguyên một cái bịch trái cây qua cho mình luôn, là nguyên gia đình ăn rất là ngon. Là mình cảm thấy rất là vui khi mà khách người ta tới ăn quán một lần rồi họ lại quay lại những lần sau và cảm trở thành khách thân quen của mình. Như mọi người cũng biết thì tất nhiên lúc mở đầu nó cũng sẽ có những cái khó khăn là khách chưa biết tới nhiều, thì sẽ có những cái ngày mà mình bán không có được. Những cái lúc đó thì mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà những cái phần mà nước lèo thì mình chắc chắn là mình sẽ không muốn để qua đêm để mình quan ngẫm xem bán lại nó sẽ không có còn ngon nữa. Thì bắt đầu hai vợ chồng mình mới suy nghĩ ra hay là mình đem cho từ thiện. Và có những ngày nó hơn nó mười mấy tô lận, nhưng mình vẫn đi cho. Thì mình cảm thấy cái điều này mình không hẳn thấy tiếc thì mình đã không làm rồi, mình cảm thấy nó vui vì nhận lại được những cái lời cảm ơn của mọi người, với lại cũng góp phần thêm là cho những cái người vô gia cư hoặc là những cụ ông bà bán vé số có thêm một bữa ăn buổi tối để mà họ có thể ấm lòng. Thường đông khách nhất là khoảng vào 5 giờ đến khoảng 7 giờ là có những người ta tan ca ra nè, hoặc là những anh công nhân đó, người ta ra ăn sẽ rất là đông. Trung bình mỗi ngày mình bán khoảng từ 35 đến lại tới 55 tô, là khoảng từ 7 đến 10 ký bún. Mọi người cảm nhận ở đây thì sẽ có những người họ nói là xa lạ quá, hoặc là có những người sẽ nhạt đậm quá, nhưng mà phần lớn họ nói là bún bò này ngon và hợp khẩu vị. Có những anh taxi họ dễ thương đến mức độ là họ sẽ nói em ơi bún bò này ngon rồi, nhưng mà em về em bỏ thêm cái này bỏ thêm cái kia cho nó ngon thêm một chút nữa đó, kiểu là vậy. Có những người đến đây họ nói là tôi bún bò 35.000 mà sao rẻ quá vậy. Có đầy đủ hết luôn, là nạm nè, rồi gân, rồi chả nữa, với lại được bún thêm miễn phí nữa thì gọi là quá là hời đúng không mọi người. Theo mình nghĩ thì cái điểm đặc biệt của mình á chắc là sẽ là cái phần nước lèo. Tại vì mỗi người nấu bún bò thì ai cũng có thể nấu được, nhưng mà quan trọng ở đây á là mỗi người sẽ có một cái hương vị bún bò khác nhau. Và mình cũng thấy là ở những bún bò có rất nhiều, nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây là sẽ là bún thêm miễn phí. Tại mình trước đây á thì mình như mình đã nói mình rất thích ăn bún bò, trước khi mình bán thì mình cũng ăn rất là nhiều quán rồi và họ lúc nào cũng tính tiền cái phần bún thêm đó hết. Và cái quán của mình đặc điểm là bún thêm miễn phí. Mặc dù là mình mới bán gần đây thôi, nhưng mà rất mong mọi người sẽ đến quán bún bò của mình để ủng hộ. Mình biết là có rất có nhiều quán bún bò ở ngoài kia, tuy nhiên thì mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau. Nếu như mà mọi người muốn ăn thử bún bò miền Tây pha một chút chất miền Nam ở trong đó, và được đặc biệt là sẽ có bún thêm miễn phí, thì mọi người hãy ghé quán của mình. Bún bò mình nằm ở địa chỉ 47 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, đối diện với chùa Đại Giác. Giờ mở cửa của mình sẽ là từ 16 giờ cho đến 22 giờ đêm. Mọi người cùng đến và ủng hộ mình nha. Phần là phần đuôi heo, giò đuôi với cái này là sụm của bò. Ví dụ tùy theo ý thích người ta muốn ăn gì ta ăn, nhưng phải là phải bắt buộc là bún bò với đuôi heo. Nồi này 80 lít, thịt dưới xương, nói chung là các loại đây. Anh dùng là toàn là xương bò với thịt bò thôi. Nhưng mà có đi mở nổi thì người ta ấy nhỏ ra rồi, thế là ta nấu ta vớt ra. Còn cái này anh để trực tiếp trên nồi luôn cho nó nóng đi, nó tan dần ra. Khách nào không ăn thì mình để nó làm cái vị béo cho nước lèo thôi. Có bán lẩu, nói chung thì người ta không thích ăn lẩu ở đây đó. Lẩu bún bò là nghe nó lạ. Tức là nó mình người ta vẫn ăn lẩu bình thường, về ta mua rau thêm, ta nhúng vô thêm. Cũng như ăn lẩu, ăn đuôi hoặc là xíu quách vậy nè. Tên Tâm. Ở đây anh bán bún bò, chỉ bún bò thôi em. Quán của anh là tên là 129. Bún bò 129. Bán bữa nay cũng được khoảng năm rưỡi rồi. Không, anh chỉ ghi bán thôi, hồi lúc trước anh đi làm. Đi làm sau mùa dịch là anh mở anh bán luôn. Quán hoạt động từ 13 giờ đến 21 giờ 30. Địa chỉ đây là 129. Đường Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ. Ở đây thường thường thì tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 rưỡi. Dắt các công nhân người ta về. Hỏi gì cô? Tái nạm á cô. Cái này là gì? Úc. Tái bồi diễn tiết.
thích được bán hay là sao anh? Yêu thích, nói chung anh cũng đâu biết. Anh cũng có làm mấy cái, cũng chạy xô mấy cái nhà hàng anh làm rồi. Trước anh vừa làm công ty, vừa ví dụ có ai đặt đám hoặc là xô mình chạy mình nấu. Còn không thì mình đi làm công ty. Không phải, tại vì cái mùa dịch mà đợt của thằng Bình Dương bùng đó là cái thôi anh nghỉ. Anh nghỉ cái hết chỉ thị 16 rồi anh bán trên mạng. Bán mạng thấy bán được quá, thấy thôi mình ra bán luôn. Thì nói chung thì này thì biết nói như thế nào, nói chung mình buôn bán được thì cũng như cái sự của khách á, mến, hoặc là ở đây nói chung thì vừa cái mặt thân tôi với các nhân viên ở đây ai cũng đều trong gia đình thôi, dù khách tới tặng mình vui vẻ đón khách, hoặc là mình nói chung gao hoặc là bún thêm này kia mình vẫn cho khách ăn bình thường. Nếu mà bún thêm là vẫn không tính tiền ha? Có nhiều những người ta muốn ăn hôm nay bún nhiều thì làm bún nhiều, ví dụ em nào mà có em bé đi theo thì mình làm phần cho người ta, ví dụ lấy 5.000 bún vậy thôi, sở thích của mình thôi mình cứ bán, ăn được mình cứ bán thôi chứ không có bí quyết gì hơn. Ở đây thì có một là nạm bắp bò, cái này là nạm là bắp bò ha, đây là móng gân, móng gân là móng bò đó, thay người ta để nguyên cái mà anh đang để anh sẽ sắt ra làm mới kịp, còn nguyên cái làm không kịp. Còn đây là chả lá, bên đây là bò viên, còn ở đây là tái, còn thịt nạm mình sắt ra rồi. Đây là cái phần đuôi heo, giò đuôi với cái này là sụm của bò. Cái này thì nói chung hồi lúc mà vừa hết chỉ thị 16 thì anh bán trong nhà, thì anh vừa bán nói chung mỗi ngày một món, thì thế là anh cũng bán hủ tiếu rồi hoặc là bún măng vịt. Thôi anh nghĩ thôi mình bán đại bún bò thì mình gom những cái món này đó, ví dụ tùy theo ý thích người ta muốn ăn gì ta ăn, chứ không phải là phải bắt buộc là bún bò với đuôi heo đó, vậy. Giá cả thì anh đang bán cho nói chung thì tôi bình thường thì 35 40 50, thì 50 thì 6 món, rồi còn 40 thì 3 món hoặc là 4 món, nó không có giò. Ví dụ có giò có đuôi vô thì 50, như vậy. Tô này là tô đặc biệt nha em. Tô này là tô 50 á. Đây là đầy đủ ha. Đầy đủ không giò không móng, đầy đủ là thịt, giò thịt, chả, bò viên, gân, 6 món này em, không giò không móng thì anh thêm đồ. Tô 35 thì thường ví dụ 35 thì em ăn tái nạm hoặc là thịt chả hoặc là thịt bò viên thì hai món đúng, ví dụ em thêm một món nữa thì 40. Nồi này 80 lít, anh nói chung nấu bên trong anh vận chuyển ở đây. Thì cái nồi cố định này là nấu ở bên trong, nồi bán. Ví dụ bán dừa lưng thì mình múc từ bên trong đi ra. Nó chủ yếu là thơm với xả thôi. Rồi gia vị tự mình suy nghĩ ra mình làm. Nói chung mỗi người có một cái cách để suy nghĩ để nấu ra, để làm ra. Cái này của mình thì gần ở đây thì anh đinh là thịt nè, thịt dưới xương. Đó, thịt dưới xương nói chung là các loại đây, còn nước dùng này là anh không có lấy, nước dùng có giò heo anh không có lấy, tại vì nước dùng nó đục á, anh không có lấy, anh dùng là toàn là xương bò với thịt bò thôi. Xương thì khoảng 15 kg, thịt thì tính thịt bắp với đùi luôn, bắp với nạm luôn á thì khoảng 50 kg. Đúng rồi, nhà cũng làm. Thì nói chung ở nhà làm nó đậm đà hơn thôi. Ngoài chợ thì người ta bán nó là những cái khác. Còn ở nhà mình làm như là nó mình nêm nó đầy đủ, nói chung là đầy đủ gia vị vô mới ngon. Thời gian để mình đinh cho một cái nồi á hả?
chuẩn bị thịt nè hả? Trời ơi, thường ta nói là bán buổi sáng cực chứ bán buổi chiều thì nó sướng chứ. Thật sự là bán buổi chiều cực hơn buổi sáng. Dạ anh không biết rồi. Bán buổi sáng là chuẩn bị buổi chiều là chuẩn bị giá khoảng tầm 4 giờ là mình đi lấy rồi. Thịt thì người ta giao tới, còn mình chỉ lấy là rau cải đồ về là mình chuẩn bị cho buổi chiều nay, như là rau muống thì bào đó. Nói chung cái gì cũng ở nhà tự làm hết chứ không có mua sẵn nha. Chỉ là mua rau là về mình lặt, mình rửa, mình làm cho hoàn tất hết. Đầu 1 giờ là mình dọn ra đây mình bán. Nãy em nghe Khánh gọi là tôi là bán lẩu nữa anh. Có bán lẩu. Nói chung thì người ta không thích ăn lẩu ở đây đó. Ủa bún bò á, nghe nó lạ. Tức là người ta vẫn ăn lẩu bình thường. Về ta mua rau thêm, ta nhúng vô thêm. Cũng như ăn lẩu, ăn đuôi hoặc là xí quách này nè. Cái mỡ ta gì mới tròn là người ta cắt ra đó em, còn anh để nguyên cục to mà có đi mỡ nổi thì người ta ấy nhỏ ra rồi, thế là ta nấu ta vớt ra. Còn cái này anh để trực tiếp trên nồi luôn cho nó nóng đi, nó tan dần ra. Cách nào không ăn thì mình để nó mình làm cái vị béo cho nước lèo thôi. Cách nào mà ăn của mình một tuần ăn mấy ngày liên tiếp không? Bây giờ biết nói như thế nào cũng có khách ăn cả tháng luôn á. Đúng rồi, ngày nào cũng có ăn thành người ta ăn cách từng cũng có. Nói chung hàng ngày toàn khách quen là ăn không. Có bán lẩu, nói chung thì người ta không thích ăn lẩu ở đây đó. Ủa bún bò á, nghe nó lạ. Tức là người ta vẫn ăn lẩu bình thường. Về ta mua rau thêm, ta nhúng vô thêm. Cũng như ăn lẩu, ăn đuôi hoặc là xí quách vậy nè. Sài Gòn ta không tới ăn đó. Ủa là sao người ta biết quán mình á? Anh cũng không biết nữa. Cũng nhờ người ta chuyện ta đồn tới, ta tới Tân Bình và ở quận Nhất cũng có, Vũng Tàu cũng có vô đây. Anh không biết không, cái này cũng nhờ ông bà phù hộ mình vậy thôi chứ anh cũng chẳng biết là như thế nào. Nhiều khi cái gia vị người ta thích như vậy đó, cho nên thì ta ghé ta ăn thôi. Sao không? Tại vì chị ấy nhỏ chị ăn thấy nó kỳ kỳ chứ mà lương tâm không cho phép vậy. Vợ chồng chị cũng hay la vậy, nó nói lại mà cắt gì mà bự thế nào. Biết tôi bán mà thấy ít quá là tôi kỳ lắm. Nên là cứ chơi bự vậy. Khách đó gọi điện á, nó hẹn nhau gặp nó lại cái xe bún bò nằm mà như xe hủ tiếu gõ á. Khách thương lắm, bán ở ngoài đường vậy chứ hả? Nhiều đứa khách ăn mối á, ai lại cũng biết tên chị hết. Thương lắm, giống như lại là chào chị rồi thương, giống như là khi người ta lại ăn là ta chào hỏi mình, rồi cái khi người ta về người ta cũng chào hỏi mình, cũng giống như người nhà chân ha, nhiều khách thương sợ. Chị tên Mai, chị bán món bún bò Huế, thường thường hả? Khách hay kêu chị Mai là bún bò hẻm 273. Tuấn à, chị bán được 12 năm mà, 12 năm rồi. À, 273, xẹt 1B, Tuấn Thành, phường 13, quận 10. À, chị bán từ khoảng 4 giờ rưỡi chiều, còn tới mấy giờ hả là tùy theo bữa. Có khi chị bán hết sớm thì khoảng 8 giờ, 8 mấy, còn bán hết trễ thì cũng cỡ 9 giờ, 9 mấy thì cũng tùy hơn mà tại vì chị không có mặc định được thời gian á. À, chị bán là tô thấp nhất là 45.000, còn tô đặc biệt là 65.000, còn thí dụ đầy đủ có gân mà không có giò thì 50, là sẽ có tái nạm gân chả là 50, còn bình thường là ví dụ nạm chả bò viên hay là nạm chả là 45, tái nạm là 45. Nè, đưa cục giò to quá hả, lên nó mãi lại bán mà đưa cục giò nhỏ. Hồi bữa hả quay phim cục giò to quá nên bán cục giò nhỏ. Nếu ăn cục giò thêm á là sẽ là dao động từ 25.000 là giò nạc, còn giò gân thì 20, rồi ăn giò thêm. Biết sao không? Tại vì chị ấy nhỏ chị ăn thấy nó kỳ kỳ chứ mà lương tâm không cho phép vậy. Vợ chồng chị cũng hay la vậy, nó nói lại mà cắt gì mà bự thế nào. Biết tôi bán mà thấy ít quá là tôi kỳ lắm. Nên là cứ chơi bự vậy.
sáng là đã nay dậy sớm nấu rồi, còn tới chiều mới đẩy ra. Bánh bèo thì mình hầm với xương bò. Chả cua này hả? Chả cua này gia đình chồng làm á, anh chồng làm. À, nghề bún bò là nghề của bên gia đình chồng chị á, của mẹ chồng á, mà nên chị lấy anh Phương rồi thì mới ra riêng. Chứ là nghề này là nghề của gia đình chồng mà. Từ hồi mình ra bán là như vậy luôn mà, có khách còn nói chị vậy mà. Khách đó gọi điện á, nó hẹn nhau gặp, nói lại cái xe bún bò nằm ở như xe hủ tiếu gõ á. Có cái thùng nè, có thùng mà để từ xưa giờ luôn á. Tại ông xã chị em nói hồi xưa lập nghiệp sao giờ như vậy. Ổng có kiểu mà, ổng nói hồi xưa giờ là mình bán sao thì mình cứ bán theo cái kiểu gọi là mê tín hả ta, dị đoan hả. Thì khẩu vị mỗi người vậy em. Ví dụ giống như người nào hợp khẩu vị thì người ta thấy là ok, còn như không hợp khẩu vị thì người ta ấy, chứ chị cũng không có biết sao nữa. Ví dụ là khách thương thì lại ăn ủng hộ thôi, chứ đúng rồi, nhiều khi chị cũng muốn phục vụ tốt nhất lắm luôn á, nhưng mà ví dụ mà khách mà đến đông quá rồi cái người ta chờ lâu á, có mấy bé nhân viên nó làm đâu có kịp, em thấy chứ làm đâu có kịp, rồi cái khách đông rồi nhiều khi phục vụ không được tốt rồi tiền khách không hài lòng á. Thương lắm, bán ở ngoài đường vậy chứ hả, nhiều đứa khách ăn mối á, ai lại cũng biết tên chị hết, giống như Thiện nè, thương lắm, giống như lại là chào chị rồi thương, giống như là khi người ta lại ăn là ta chào hỏi mình, rồi cái khi người ta về người ta cũng chào hỏi mình, cũng giống như người nhà cưng ha, nhiều khách thương sợ, rồi là cứ kêu chị Mai để quen cưng, thấy vậy là mình vui phải không, chứ thường thường em lại ăn một cái quán này em ăn xong đi về thôi, chứ em quan tâm đến chủ quán chị. Con này khách thì cũng nhờ mấy đứa trẻ trẻ hiểu nó ăn rồi nó mến rồi giới thiệu người này người kia rồi. Thì khách bé ăn từ hồi chị Mai mới ra bán mà tới giờ mười mấy năm rồi. Có nhiều đứa ăn từ hồi yêu nhau rồi lấy nhau rồi con cái hai ba đứa. Có cái bò con thấy là cô có thay lại đúng không? Cái này là bò cua hầm nè. Có khoảng 3 tiếng thôi. Có nạc có gân. Mà cái này thì nó mềm. Còn cái kia thì giống như mình hầm nó vừa tới thôi chứ nó mềm quá sắc không có được. Cái này một phần là 40 ngàn. 40 ngàn là bò nhiều vậy hả luôn? À 40. Thế thì mình bán nhiều vậy thì sao luôn? Bán đó giờ vậy đâu có bán ấy. Đó giờ ăn xong rồi một đứa ăn tôi uống thêm. Mấy đứa đó giờ về quê lâu lâu á nó có trở vô. Ở mấy quận xa xa qua đây ăn. Có không? Dạ ở Bình Dương rồi. Cô tin Lộc thôi, bún bò thì tại vì hồi xưa giờ để cái bản hiệu Nam Hưng rồi cô quán vậy thôi, cô không có để cũng hơn 20 năm rồi. Dâu á chỉ mấy chỉ cô quán bún bò. Cái chị kế bên thì bán phở, bán phở buổi sáng. Địa chỉ là số mấy? Địa chỉ là số 1A công trường Hòa Bình, phường 19, quận Bình Thạnh. Từ 5 giờ bán hết, chừng nào dẹp đó. Nhưng mà 12 giờ là cô đóng cửa. Thì cô cũng có bỏ quế nhưng mà ít thôi, mắm ít. Cô không có xài nhiều. Nó thơm ấy. Có hầm. Hầm chứ. Xương không? Cô hầm giò không à? Cô nên giò. À. Đúng rồi con, không xài xương. Tại vì xài cũng mười mấy cái giò, thành ra cô xài giò. Tại cô nấu đường phèn không? Không có xài đường kia. 1 giờ á, trưa thì cô nấu. Nấu đúng 3 giờ cô vớt ra. Thì mình nghỉ chút rồi chiều khoảng 4 giờ bắt đầu nãy 5 giờ mình bán. Đồ ăn của mình sẽ có cái gì cô? Giò, bò chả với nạm tái. Có cái bò con thấy là cô có hai loại đúng không? Đúng rồi. Cái nạm mà tôi cắt sẵn miếng, còn cái bò kia là bò gì cô? Cái này là bò cua hầm nè.
có nạc có gân, nhưng mà cái này thì nó mềm, còn cái kia thì giống như mình hầm nó vừa tới thôi chứ nó mềm quá sắc không có được, thành ra là mình hầm nó cũng không có mềm mấy, cái này mới mềm khoảng 3 tiếng thôi. Cái này cũng hầm 3 tiếng luôn nhưng mà nó không có mềm như cái này, tại nó nguyên cục á. Đúng rồi, bán thịt nóng mà không có bán hàng lạnh. Cái này chả heo á, làm cục tròn xong ép về, cái ép chân không. Mình đặt người ta chiều cỡ 3 giờ người ta đem lại. Nhiều người ta ăn không hết, có nhiều người ta thích ăn thì mình để. Giò bò chả không? Cái này một phần là 40 ngàn. 40 ngàn là bò nhiều vậy hết luôn? À, 40. Đó giờ mình bán nhiều vậy thì sao luôn? Bán đó giờ vậy đâu có bán. Đó giờ vậy. Có mấy người Kiều hay gì ta đi nước ngoài rồi cũng kể về đó ăn. Mấy em sinh viên đồ xưa nó học ở Đại học Thủy Lợi đó. Cái nó cũng về quê đồ nó làm xong giờ nó trở lại, nó có con nó đồ vợ lớn đó. Ăn xong rồi một đứa ăn tôi uống thêm. Mấy đứa đó giờ về quê lâu lâu á nó có trở vô. Ở mấy cái quận xa xa qua đây ăn có con? Dạ, ở Bình Dương rồi, ở quận 11 rồi, chỗ nào cũng có hết trơn. Người ta biết đến quán của mình. Mình giới thiệu bạn bè gì á, cô không biết nữa. Dạ. À, có người ở quận 10, có người ở quận 6, tùm lum hết á. Mỗi ngày là mỗi ăn luôn. Rồi hỏi là lý do tại sao mà ăn mỗi ngày mỗi ăn gì không cô? Tại nó thích đó. Người ta cũng đi ngang, người ta cũng kêu trội bún bò ngon nhất quận 4. Người ta đã chạy ra tới đầu cổng rồi nha, mà vẫn quay lại. Quay lại là vì cái bản suy nghĩ lắm, đắn đo lắm mới dám để cái này. Chủ yếu là mình nấu từ tâm mình. Mắm Huế với lại ớt sa tế là tự lấy ở ngoài Huế đem vô đây. Của mình là mình nấu theo kiểu miền Nam một chút nên nó sẽ hơi ngọt. Muốn cân bằng cái đó mình phải nặn một miếng chanh vô cái mắm Huế đó. Sạch sẽ nè, rồi hầm từ xương nè, nó ngọt là ngọt dưới từ xương thôi. Nên là cứ như là chị cũng muốn tạo hiệu ứng, cũng muốn cách tới để ăn thử. Dạ em tên Hương. Ở đây thì mình bán gỏi đu đủ, tôm thịt nè, bò với lại gỏi cuốn. Mình ở 124/27 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4. Tiệm của mình là tên là Bếp Nhà Múc. Bình thường thì tầm khoảng 15 giờ chiều cho đến khoảng 22 giờ tối. Thứ nhất là mình nấu là mình chủ yếu là mình nấu từ tâm mình, nên là đồ ăn thì cũng do là một phần là do khẩu vị của mọi người thôi, nhưng mà mình cũng muốn tạo hiệu ứng. Thứ nhất là bây giờ thì cái hiệu ứng nó quan trọng là khách thử. Mình muốn khách thử trước rồi xong khách cảm nhận cái vị của mình hợp thì khách sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Quan trọng là cái tâm của mình đặt trong cái nồi bún bò, chủ yếu là bún bò. Gỏi cuốn thì mình ăn thêm 1-2 cuốn vậy là đủ no rồi, thì cái phần của mình bán cũng to. Mình thì mình nấu nghiêng về phần Sài Gòn nhiều hơn, tại vì đơn giản mình nấu từ mắm Huế nhưng mà nó sẽ giống như là nó sẽ không có đặc trưng người Huế nhiều đâu. Mình nấu theo người Nam nhiều nhưng mà mình nấu từ mắm Huế đàng hoàng. Nạm bò, bắp bò, chả cua, chả cay, bò viên với lại gân trong. Một tô như vậy đầy đủ là cũng khá là nhiều topping. Giá nếu mà không có sụn á thì sẽ là 45.000 là cũng đầy đủ như hồi nãy luôn. Còn thêm một cục sụn bò nữa thì giá là 55.000. Khi mà mình nhập về ngoài phần rửa thì rửa là mình phải dĩ nhiên phải rửa, mình phải trụng sơ bò qua một cái nước gừng nữa. Nên thành ra nó sẽ bay bớt cái mùi bò đi. Mình cũng sơ chế này nọ kia xong mình bỏ vô cái nào mình hầm, chứ không phải là bỏ vô luôn. Nên thành ra là nói tóm lại là khách ăn thì khách sẽ biết được là cái tâm của mình đã trong nồi bún bò như thế nào. Tại vì mình dám bán trong hẻm mà mình dám để như vậy là mình cũng phải chuẩn bị cho kỹ thì kỹ phần chất lượng.
Thường thì khách nữ là họ ăn một cái tô nhỏ là ok rồi. Còn khách nam thì người ta sẽ ăn thêm sụn bò nữa. Có nhiều người người ta không thích ăn giò, người ta chỉ thích ăn sụn thôi. Giò bây giờ thì mình không có chọn được cái giò tốt đó, nên là mình chỉ làm sụn bò thôi. Chị đặt chả là chả tươi đàng hoàng, mỗi ngày đều giao tới. Tôm cũng là tôm tươi. Sụn bò, bò cũng là bò bò tươi hết. Mình đặt mỗi ngày, chú ý là mỗi ngày mình bán bao nhiêu đó thì mình bán cho hết thôi. Không có để qua ngày mai. Chị dùng bún bò, bún to, sợi to, chứ không có giống như là ở ngoài Huế. Ngoài Huế người ta sẽ dùng sợi nhỏ, nên là nó sẽ nghiêng về phần người nam của mình nhiều hơn. Thường là bò nè, mình sẽ hầm. Hầm bò thì nước bò nó sẽ ra nè, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xương bò với lại mắm Huế nữa. Xương bò với lại bò là chị phải hầm cho cỡ tầm 2 tiếng mấy. Mình nấu là nấu đậm đà luôn, giống như là mình sẽ có một cái chén mắm Huế riêng ở ngoài nữa. Nhưng mà thực chất ra là khi mà mình ăn á, là mình bỏ rau rồi đi vô luôn á, là nó đã đậm đà trước rồi. Có chỉ có những khách hàng nào mà ăn mà vậy như cái khẩu vị của tâm người ta mặn á, thì người ta sẽ có mắm Huế thêm vô. Thì cái chén mắm Huế đó bình thường, nếu mà ăn bình thường á, là mình sẽ chấm thôi. Còn những cái khẩu vị của khách hàng có sẽ những cái khách hàng ăn lạ, khách hàng ăn đậm đà thì sẽ có một chén mắm Huế khác bỏ vô chung. Cái mắm Huế á, là chị lấy mắm Huế với lại ớt sa tế á, là chị lấy ở ngoài Huế đem vô đây. Thì khi mà mắm Huế về thì chị sẽ chế biến thêm, là sẽ thêm gia vị nè, với lại thêm sả nữa. Cái phần quan trọng là sả, sả nó sẽ thơm cái mùi mắm Huế, với lại nó giảm bớt cái độ mặn của mắm lại, cho nó thơm cái mùi mắm của mình lên. Cái mắm Huế, mắm thì nó sẽ đặc trưng là mặn, nên là mình sẽ nêm nếm lại cho cái vị của nó. Theo cái miền Nam của mình á, là người ta sẽ nghiêng về ngọt ngọt một chút. Thì khi mà mình ăn chén mắm Huế đó thì mình luôn nói với khách mình là nếu mà các bạn pha chén mắm Huế thì nên dắt một miếng chanh vô, nó sẽ hài hòa cái chén mắm Huế hơn. Thường thì chị để vậy nè, là người ta sẽ kiểu như là người ta cũng tò mò, người ta tới ăn, người ta ăn thì nó gần đây thì người ta nói là kiểu là ăn ngon thiệt. Tại vì trước đó dịch á, chị cũng đã bán online rồi. Thì sau đó thì tính toán này nọ kia á, thì mình mới dám cho ra. Tại vì phản hồi của khách tốt á, thì mình mới mở ra bán. Suy nghĩ lắm, đắn đo lắm mới dám để cái này. Chứ nhiều khi người ta vô ăn thì lại không có ngon, thì lại phản hồi không có tốt, chị không muốn điều đó. Người ta cũng đi ngang, người ta cũng kêu trội bún bò ngon nhất quận 4. Người ta đã chạy ra tới đầu cổng rồi nha, mà vẫn quay lại là vì cái bảng. Nên là cứ như là chị cũng muốn tạo hiệu ứng, cũng muốn khách tới để ăn thử xem. Rồi người ta nói tức là chị được phản hồi tốt là khách quay lại nhiều, chứ không có phải là ăn một lần khách có quay lại. Chị để ý, nói thiệt là chị cũng thích bún bò lắm, chị đi ăn nhiều rồi, nên là thành ra là khi mà được, nhưng mà 70% đi, có nghĩa là 7 người trên 10 người đi, thì mình mới dám để như vậy. Thứ nhất là gây hiệu ứng, thứ hai là mình cũng tự tin vô nước dùng của mình, là mình nấu cũng có tâm này ở kia, thì mình mới dám để như vậy. Sạch sẽ nè, rồi hầm từ xương nè, nó ngọt là ngọt dưới từ xương thôi. Cái mắm Huế á, là đơn giản là cũng có nhiều bạn phản hồi là nó hơi ngọt, nhưng mà một phần là do chị nói là nãy rồi, cái phần của mình là mình nấu theo kiểu miền Nam một chút nên nó sẽ hơi ngọt. Muốn cân bằng cái đó, mình phải nặn một miếng chanh vô cái mắm Huế đó thì nó cân bằng được cái độ ngọt của nó. Cực lắm em ơi, giống như là xương thì mình cũng phải đi lựa, tại vì xương người ta cũng có phần này phần kia, mình muốn ngon thì mình phải đi lựa xương, lựa thịt, rồi mình cũng thử mấy loại chả này nọ kia nữa. Nên là buổi sáng thì là đã bắt đầu từ 5 giờ sáng rồi. Nên thành ra là tới tầm 3 giờ chiều thì chị mới hoàn tất hết cả mọi thứ để mà bán. Chị có khách ở quận 12 nè. Rồi mấy chị có một cái đoàn khách gia đình, người ta đi bộ đi ăn một ngày, cứ 2 ngày là người ta ăn một lần, 2 ngày là người ta ăn một lần. Thì mỗi lần như vậy là sẽ có thêm một thành viên trong cái nhà đó tới ăn. Có mấy anh chị tới quận 8 nè, quận 12 nè, Gò Vấp nè. Thì một phần nữa là người ta truyền miệng nhau, người ta đi làm. Rồi mấy anh chị làm cảng, người ta làm xong người ta mua ra ta ăn. Xong cái những người ở đó người ta cũng ăn ngon thì người ta sẽ vô đây người ta kiếm mình ăn. Thì hiện tại bây giờ chị thấy là quán ăn ngon ở trong hẻm nhiều lắm, nên là chị cũng lưỡng lự nhiều lắm mới mở cái quán ở trong hẻm. Nhưng mà một phần là do chị nghĩ là giống như là mình bán ngon thì người ta sẽ truyền miệng nhau, trong hẻm thì trong hẻm mình có chỗ cho người ta ngồi ăn thì cũng ok, không có nổi phải
mặt tiền đường hay là máy lạnh gì thì một tô bún bò bình thường ít cái giảm cái chi phí, giảm chi phí cố định xuống thì mình sẽ được cái phần chất lượng đồ ăn cho khách nhiều hơn. Thường á là cách nói là bên chị nấu là đậm đà nè, là vui vẻ rồi cái là sạch sẽ nữa nên thành ra là khách cũng ok lắm. Về phía khách ở quận 4 này là ok rồi đó chị. Chị cảm thấy là khách quay lại ủng hộ, khách ăn nhiều lần là chị thấy cũng ok rồi. Khách tới thì khách mình luôn hỏi khách nếu như bán trong hẻm, nhưng mà thực chất ra là chị luôn hỏi khách là khách có dùng dừa miệng không. Mình không dám hỏi khách có dùng ngon hay không, mình chỉ hỏi là khách có dùng dừa miệng hay không. Thì khách nói là chị đi xa lắm tới đây nhưng mà chị không thất vọng. Khách tới dùng thì dừa miệng hay là không dừa miệng thì báo với chị luôn luôn lắng nghe khách. Chị giống như là mỗi người mỗi vị khác nhau, nhưng mà nếu mà điều chỉnh cái ngày thì mỗi người mỗi cái miệng mình mỗi ngày khác nhau á, nên thành ra là khách góp ý kiến cho chị thì chị cảm ơn khách rất là nhiều. Chị sẽ chỉnh sửa theo cái cách ăn của khách nữa. Ví dụ như mắm Huế đi, khách ăn ngọt nhưng mà chị sẽ chỉ khách là nặng chanh vô nó sẽ bớt đi, cái đó cũng là một ý kiến của khách. Chị cảm ơn khách rất là nhiều. Khách hay nói là ăn ở đây xong là không ăn được những chỗ khác nữa. Thì quán em bán được 8 tháng thì mỗi ngày trung bình em bán khoảng là hơn 200 tô. Dạ, là cái lượng xương với tất cả mọi thứ hàng là khoảng từ tầm 40 đến 50 kg. Dạ, cái thứ nhất là về giá, cái thứ hai là về vị. Dạ, dạ, chất lượng thì đảm bảo tại vì hàng là em lấy mới mỗi ngày. Dạ, bán hết là tụi em nghỉ. Dạ, cho nên là hàng lúc nào cũng tươi mới. Tại vì một ngày em bán, mình bán giá bình dân cho nên là cái lượng hàng mình phải lấy nhiều hơn bình thường. Cho nên là nước đó nó sẽ ngọt hơn. Dạ, tụi em hạn chế sử dụng bột ngọt. Dạ. Có ai nói là bán ra không hết không? Cũng có, nhiều khách nói là nhiều quá, không ngờ một tô nhiều vậy. Em tên Khánh. Bún bò Ngọc Nhân. Dạ đúng rồi. 102 Ngô Thị Ưu Minh, phường 2, quận Tân Bình. Em bán bình thường là từ 6:30 cho tới hết thì em dọn thôi. Dạ. Dạ có. Nói chung ra là mẹ vợ em cũng bán được gần 30 năm rồi, cho nên là mẹ truyền nghề lại cho tụi em, nên là tụi em ra mở quán riêng. Dạ nói chung ra là cũng tùy lắm. Có khi là tầm khoảng 7 giờ sáng là giờ cao điểm. Cái thứ hai nữa là khoảng chừng 11:30 trưa là giờ cao điểm. Có 2 giờ cao điểm. Dạ, của em bán giá bình dân cho tất cả mọi lứa tuổi đều dùng được là 40.000. Với giá là 3 món tự chọn. Còn 50.000 là cho 4 món tự chọn. Dạ, thí dụ mà khách xin nhiều bún á, thì em sẽ không tính tiền. Còn nếu như khách ăn xong mà kêu bún thêm á, thì là 1.000-5.000. Có ai nói là bán ra không hết không? Cũng có. Nhiều khách nói là nhiều quá, không ngờ một tô nhiều vậy. Dạ cũng có. Mà cũng ít. Tại vì một tô em bán rất là nhiều, cho nên là ai mà ăn khỏe lắm mới ăn nổi là một tô 5-6 món là khoảng 60-70.000. Đa số là khách ai cũng kêu là bán rẻ quá. Món ăn đúng không chị? Là tái, gừng, giò, chả, bò viên, sườn sụn bò với lại bắp bò. Khách lại ăn thì bình thường người ta sẽ gọi là nạm sụn chả, nạm gừng chả với lại đầy đủ. Còn không là đặc biệt tùy chọn 4 món. Dạ chất lượng thì đảm bảo tại vì hàng là em lấy mới mỗi ngày. Dạ, bán hết là tụi em nghỉ. Dạ cho nên là hàng lúc nào cũng tươi mới. Hiện tại thì quán em bán được 8 tháng thì mỗi ngày trung bình em bán khoảng là hơn 200 tô. Dạ, là
cái lượng xương với tất cả mọi thứ hàng là khoảng từ tầm 40 đến 50 kg. Bình thường á là sụn bò gân với lại giò là mình ninh tầm khoảng 4 tiếng, dạ, còn xương ống là mình phải ninh qua đêm, dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ, ở đây mình nấu phải theo vị người Nam nhiều hơn. Tại vì là mình là người Nam cho nên là mình sẽ nấu theo cái vị đậm đà thiên về người Nam tí. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ chính xác. Tại vì một ngày em bán, mình bán giá bình dân cho nên là cái lượng hàng mình phải lấy nhiều hơn bình thường. Cho nên là nước đó nó sẽ ngọt hơn. Dạ, tụi em hạn chế sử dụng bột ngọt. Dạ, nói chung ra là tất cả các quán bún bò đều có một cái hương vị riêng. Dạ, cái hương vị của em á là ít khách cũng nói á là ít có quán bún bò nào có được như vậy. Tại vì nước lèo của em nó thơm mùi ruốc hơn. Dạ, quan trọng là cái cách mình xử lý được cái phần mắm ruốc. Dạ, cho nên là quan trọng nhất là cái phần mắm ruốc. Dạ đúng rồi, tỏi xả mình phi chung với nhau luôn. Để vô mỗi tô. Dạ mỗi tô thì em bỏ một ít luôn cho nó thơm. Dạ, dạ đúng rồi, sa tế làm ở nhà. Dạ có. Chủ yếu sa tế ngon hay không là nhờ độ cay. Dạ, sa tế của em làm là sa tế ớt loại nhất cho nên là rất là cay. Dạ, dạ có nhiều khách cũng hả đòi mua thêm về, nói là làm giùm để mua đem về để sử dụng, để vậy như ăn mì gói hay là ăn cái này ăn cái kia. Dạ. Dạ có chứ, cũng có khách một tuần ăn liên tiếp mấy ngày à, còn không là ăn thường xuyên luôn á. Dạ, là ăn thí dụ tuần này ăn xong rồi tuần sau ngưng xong rồi tiếp tục ăn tiếp ăn vậy á. Dạ có ai ở xa qua? Dạ cũng có ạ, giống như khách ở quận 7, quận 8 hoặc là quận 6 cũng có. Dạ cái đó là hộp gà giống như phở vậy á. Bình thường em thấy đa số là khách ăn cao lắm là 2 trứng à. Dạ, dạ có khách hay nói là ăn ở đây xong là không ăn được những chỗ khác nữa. Cái thứ nhất là về giá, cái thứ hai là về vị. Dạ. Cô bán hồi năm 99, chắc cũng hơn 20 năm. Bò bắp nè, gân, có tái, có chả, có bò viên. Chả có hai loại chả, một loại chả lớn và loại chả nhỏ. Bán xong là cô bắt ngồi lên cô hầm xương luôn. Hầm là 10 kg xương á, ngọt thịt, ngọt xương, với lại cô có mắm ruốc. Ở đây cô lấy xương làm chủ yếu. Thịt này ngày là khoảng 30 kg rồi nè. Giò heo khoảng 20 kg, học á, sinh viên á. Xong ăn tới giờ có gia đình, có con. Cô lựa cái gì mà ngon nhất. Cái rau nhà cô là bảo đảm là không bao giờ ngâm một cái gì hết. Từ rau muống cho tới rau chuối, không bao giờ có màu hay là có một cái hóa chất gì hết. Cô là cô Châu, cũng mời cô Châu. Địa chỉ của cô là, nếu mà đúng cái địa chỉ nhà này thì 436B, sạc 70, sạc 11. Còn cô lấy địa chỉ quán là hẻm 391, Sư Hoàng Hạnh Nó Dài. Cô bán từ 5 giờ rưỡi đến 10 rưỡi. Cô bán chắc cũng hồi năm 99, chắc cũng hơn 20 năm. Hồi xưa cô làm nghề khác, sau này cô mới chuyển qua bán bò. Tại vì thấy nghề cũ của mình nó cực quá, xong rồi mới thôi chuyển qua buôn bán. Cái cuộc sống nó được, nó đỡ hơn. Ngày xưa cô làm nghề may gia công rồi đó. Cô tự học hỏi, góp ý từ khách. Dần dần cô rút kinh nghiệm ra. Cô bán có 3 loại. Loại bò, tô bò không thì 55. Và tô bò lớn là 60. Hoặc là bò chả cũng 60. Còn tô đặc biệt thì có giò đầy đủ thì 70. Ở đây thịt bò của cô là sắc như vậy đó. Cái này là cái giá bò. Một miếng của nó vậy là phải từ 3 kg. Cô có bò bắp nè, có gân, có tái, có chả, có bò viên. Đó, có vậy thôi. Chả có hai loại chả.
một loại chả chả lớn này và loại chả nhỏ này, giò chìa, giò gân, giò gối, đầu gối nè, có mỡ, có nạc và xương ống, giò khoanh nạc, giò móng. 3 giờ cô dậy cô làm đồ, pha chế và sắc hành, sắc chanh, sắc ớt rồi quay qua sắc thịt. Cái nồi nước lèo này cô nấu bán xong là cô bắt nồi lên cô hầm xương luôn. Cô hầm xương cô 11 giờ là cô nấu rồi. Cô nấu đến chiều tối. Như vậy thì cái xương nó mới rục. Tại vì ở đây cô lấy xương làm chủ yếu. Với lại thịt này ngày là khoảng 30 kg rồi nè. Giò heo khoảng 20 kg nữa. Là nè, nếu mà quán bình thường là người ta chỉ cần nhiêu đó là đủ nước ngọt rồi đó. Mỗi ngày là cô hầm là 10 kg xương á. Để sáng là cô vớt bỏ. Thiên về vị ngọt. Ngọt xương, ngọt thịt, ngọt xương. Cái gia vị cái với lại cô có mắm ruốc. Cái này là bình thường thôi chứ còn nhiều khoa đông á là đặt từ 50 phần trở lên, mấy ngày lễ thì mấy trăm phần á. Mấy ngày lễ là cô phải thức suốt đêm làm mới kịp. Cái này ở trong bệnh viện á, bệnh viện 115, bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Chợ Rẫy, nói chung khách tới đây ăn rồi người ta biết á, cái bắt đầu người ta đặt. Có dịp lễ hoặc là gì đó là bắt đầu sinh nhật ai đó hay đặt mà đãi. Nó đóng thùng như vậy, nước lèo nó nóng lâu lắm. Đến trưa cũng vẫn còn nóng. Cô bán tô vậy là 55.000. Bò không, còn có thêm một miếng chả nữa thì 60. Giá bò thì chính giữa lúc nào nó cũng có miếng gân. Mỗi người ăn một kiểu, mỗi người ăn một ý. Người thích ăn giò, người thích ăn bò không. Thì nói chung mình nấu con thì người ta mới tới ăn thường xuyên. Còn nếu mình nấu không ăn, không ngon, không vừa miệng thì người ta đâu tới ăn. Người ta ăn một lần là người ta đi vậy. Mỗi một cái nó có một cái vất vả riêng đó. Cái nào cũng vậy. Ăn thua mình làm, mình chú tâm vô nó. Cái khâu mà mình canh thịt vớt bọt, xong rồi phải canh thịt lúc nào nó được thịt được chín thì mình cái thời điểm để mình canh mình vớt. Khách quen nhiều lúc khách vô đông quận 2 Bình Chánh rồi người ta vẫn đặt áp tới lấy học á, sinh viên á. Xong ăn tới giờ có gia đình, có con. Mình bán được là mình thấy vui à. Khách tới ăn mà người ta vẫn gắn bó với mình là mình thấy như vậy là mình thấy là mình đạt rồi. Nhiều người tới ăn xong có nói ăn muốn bỏ đây rồi đi chỗ khác ăn không được. Tại vì cái vị nó khác. Cô mới nói là bún bò là mỗi một người nấu một kiểu. Mỗi một người nấu một cách nấu riêng. Chứ không có chỗ quán nào giống quán nào được hết. Đúng rồi. Cái thứ nhất là mình đồ ăn ngon, cái thứ hai là phải sạch sẽ. Mình làm mình cứ phải để tâm vô nó. Mình nghĩ mình ăn sao mình làm như vậy thì tốt thôi, thì sẽ đạt. Từ cái đũa muỗng là nhà cô bán xong rồi chưa rửa xong rồi phơi nắng. Nói chung bây giờ thì cái gì cũng thuốc, cái gì cũng hóa chất này kia. Cho nên cô lựa cái gì mà ngon nhất. Cái rau nhà cô là bảo đảm là không bao giờ ngâm một cái gì hết, từ rau muống cho tới rau chuối. Nói chung rau chuối thì có rửa qua nước vôi để cho nó bị đen thôi. Chứ còn rau muống là không bao giờ có màu hay là có một cái hóa chất gì hết. Tại vì cô lấy cái chỗ này là người ta làm ở đây mấy chục năm rồi đó. Vì rút của chị cũng là từ Huế vô nên là nó sẽ có được cái sự nồng nàn và nó lưu giữ lâu như vậy, nó không có bị bay hơi hay gì hết. Thì khi mà tô bún nó tới bàn một cái là mùi nó hực lên rồi và người ta cứ tưởng là tô này nó rất đậm rút, nó rất nồng, nhưng không, ăn vô mấy muỗng đầu rồi xong bỏ ớt sa tế chanh vô hòa quyện lại là ai ăn cũng sặc tô. Hello mọi người, chị tên là Quỳnh Như, mở ra quán bún bò Huế O Lạc chi nhánh 2 ở 164A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Hiện tại thì chị bán từ 6 rưỡi sáng tới 14 giờ mỗi ngày. Thật ra thì mẹ chị bán được 30 năm rồi, từ năm 1993, cũng là ở khu vực Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận.
Rồi sau đó thì nói chung là tuổi thơ của chị gắn bó với nồi bún. Cách đây khoảng một năm thì chị quyết định là chị dừng công việc đi dạy của mình để ở nhà học nghề. Cô chào mọi người, cô là Ô Lạc. Quận Ô Lạc là bạn chỗ 242 Nguyễn Trọng Quyền, phường 8 quận Phú Nhuận. Bạn từ năm 93 trừ là 30 năm rồi. Sau khi con gái nối nghiệp thì mẹ cũng rất mừng vì có là cái truyền thống của mẹ là khi tạo ra cái nghề bún bò này. Bởi vì là ủng hộ cho con gái của Ô Lạc nha. Trước tiên thì chắc chắn là mình phải giữ được cái hương vị, đó là đậm đà vị Huế. Chả cua nè, mộc nè, chả Huế là ship từ Huế vô. Đó, cho nên là cái chất lượng là nó sạch rồi. Ngoài ra là nó được gia giảm những cái hương vị và cái thịt cua ở trong đó. Mấy o, mấy gì hay bán bún, bán rong, bán đi dạo đó. Thì đây là cái nồi này. Cái nồi này nó đặc thù á, Huế mới có là nó đặc thù kiểu đó. Thứ hai đó là cái nó giữ nhiệt độ rất tốt. Nước lèo của chị á được hầm từ xương bò, xương heo và giò heo. À, thì đặc biệt á là dù chị bán hiện tại chị bán tới 2 giờ thôi, nhưng mà cái công đoạn chuẩn bị là từ 5 giờ chiều ngày hôm trước rồi. Mình rửa thịt thật là sạch. Em thấy đó, giò của chị á nó rất là hồng. Hàng này là hàng nóng, thịt tươi mỗi ngày và được làm sạch rất kỹ. Vì thế cho nên nó sẽ không có cái cặn và cái bã đen mà mình hay thấy nó dính trên giò. Nhiều quán nhiều cách, nhưng chị sẽ là chọn cách ninh cả qua đêm luôn. Thì nước lèo á nó sẽ có cái vị ngọt của xương động lại rất nhiều, rất thơm. Một tô đặc biệt giò của chị á là gồm có giò nè. Ngoài ra thì chị có tái nè, có nạm, có gân, có chả cua và có chả Huế. Chị nghĩ rằng là phở có trứng trần này hả? Tại sao bún bò của mình á thì ăn thử có được hay không? Và đặc biệt là nước lèo của chị á khá là ngọt xương và thanh, nó không có bị nặng mùi ruốc và nó không có bị màu mỡ nhiều quá, nên chị đập thử trứng vào và nó ăn thì chị cảm thấy là rất là hòa quyện và rất là béo, rất là thơm, nói chung ăn rất là dính luôn. Quán chị á là giá đa dạng, có thể nói là giá mềm, rất mềm tan, và chị thường xuyên có combo mỗi tháng khuyến mãi. Vậy thì mình chọn cái địa điểm nó không có quá to, nó hơi khuất, nhưng mà chị vẫn nằm trong trục đường chính ở Nguyễn Văn Trỗi, rất nhiều tòa nhà văn phòng xung quanh. Rồi mọi người để ý tí là sẽ thấy cái bảng đèn led á bự bự á cứ chớp á là sẽ thấy thôi. Và nó ngay đầu hẻm 164A. Và chị mong muốn nối nghiệp và phát triển xa hơn. Với những người trẻ như chúng mình thì chị nghĩ là thứ nhất đó là chăm chỉ mỗi ngày. Thứ hai rằng là mình hãy làm có tâm huyết và hãy kết nối cái sự vui vẻ và gần gũi ở trong đó. Chị sẽ cố gắng giữ được hương vị ngon, tươi trẻ, tiếp cận tới tất cả các khách hàng muôn nơi. Cảm ơn mọi người và mong là sẽ sớm được phục vụ cả nhà. Chị bán hơn 10 năm rồi em. Chị gốc Huế mà. Và đặc biệt là topping đủ thứ, là gồm 3 loại chả. Chả bò, chả cua với chả cây, với nạm, với gân, với tái, với giò. Nước dùng của chị là có mỗi nội, tại vì chị nấu xương ống ra cho miễn phí. Nên mỗi nội chị nói chung là chị bán là nó không có đủ. Vì khách đó là nó rất là thích ăn mỗi nội. Có nhiều khách ăn với chị là cũng 9-10 năm cũng có. Mà khách ăn cũng 7-8 năm cũng có nữa. Chị Tinh Ngọc, chị bán bún bò Huế. Quán bún bò chị là quán bún bò Khánh Ngọc. Địa chỉ của chị là 2761 đường Nguyễn Phụ, phường 15 ở quận Bình Thạnh. Chị bán từ 2 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi. Chị bán hơn 10 năm rồi em. Từ xưa nay chị bán đây. Tại vì chị đam mê, chị thích đó. Chị gốc Huế mà. Cái này là chị từ nấu, chị thấy khách nó ăn cũng được rồi nên chị bán cũng lâu rồi, mười mấy năm rồi em. Chị bán từ dao động từ 30 tới 50. Nhưng mà ai ăn bình thường là 30, mà đầy đủ là 40, mà đặc biệt là 50. Nó khác nhau chứ. Nếu mà bình thường chỉ có là nạm gương với chả thôi. Còn đầy đủ có giò, đầy đủ là có giò. Còn đầy đủ đặc biệt là nói chung là topping đủ thứ. Là gồm 3 loại chả với nạm gương, với giò nữa.
Như chị bán hiện tại là giờ có là ba loại chả, chả bò, chả cua với chả cây, với nạm, với gừng, với tái, với giò. Nước dùng của chị là có mỗi nội, tại vì chị nấu xương ống ra, nó cũng nói chung cũng hơi có hơi bị béo. Nói chung là nó có vị béo, tại vì chị nấu cái nước xương ống đó, rồi chị đánh kỹ lên đó, rồi nó có hơi vị béo. Nói chung là người ta ăn, người ta cảm nhận, người ta nói mình mới biết. Chứ đôi lúc thì mình ăn thì mình nói vậy, thì đôi lúc người ta đâu có nghe, đâu có tin đâu. Cái mỡ nội này là chị cho miễn phí, nhưng chị không có bán thêm, mà chị sẽ không cho lần thứ hai, tại vì cái mỡ nội nó ít. Mà ở đây là người ta ưu chuộng về cái mỡ nội, nên mỡ nội chị nói chung là chị bán là nó không có đủ, tại vì 100 tô là tới 90 tô là mỡ nội. Nên vì cái lượng mỡ nội là chị không có cho hết được. Bắt buộc chị là giống kiểu cái này là chị cho một người nó tô vô tô luôn, là một người ít cục ăn cho nó giống kiểu nó vui. Chứ ngoài ra là chị không có bán thêm, mà chị cũng không có cho thêm luôn. Cái đó là chị, tại vì quán chị là như vậy. Thì giờ người khách đến trước thì được tô nào thì chị bán tô đó, còn đến sau thì phải chịu thôi. Vì khách đó là nó rất là thích ăn mỡ nội, tại vì mỡ nội là nó chính gốc bò luôn, nên nó rất là thơm. Mà chị mua là người ta không có bán, tại vì mối người ta nói là cái này là chị có là tặng cho chị, để chị tặng lại cho khách thôi. Ngoài ra là chị mua thêm là người ta không có bán nữa. Đôi lúc chị cũng muốn mua để phục vụ thêm khách thêm, là mình kiếm khách hàng thêm nữa, nhưng không có nên chị bắt buộc phải như vậy thôi. Mà chị nấu bún bò ở đây á, thì nó cũng có pha lẫn ở miền Nam này, chứ không phải là hoàn toàn Huế là nó ở ngoài Huế, quê chị á, là người ta ăn là theo cảm nhận là giống kiểu nó có vị mặn với vị cay. Còn ở đây là nó có vị ngọt dịu, nó cũng mặn, mà nó nước dùng nó đậm đà hơn ở quê. Nói chung là nước dùng ở đây nó đậm đà hơn ở Huế nha. Tại vì chị ở vô đây lâu rồi, bắt đầu mình nấu theo kiểu miền Nam. Chứ gặp mình nấu theo kiểu người Huế như mình không là người miền Nam ăn không được. Lai miền Nam nó dễ ăn, tại vì mình ở đây là nó mỗi vùng miền khác nhau, vùng miền khác nhau. Nên gì mình không có thể là nấu hoàn toàn theo công thức ở Huế được. Ở Huế là chỉ có là người Huế ăn, cho miền Nam người ăn không được. Chị chuẩn bị từ khi 9 giờ rưỡi sáng tới 2 giờ mới xong. Cái phần chị luộc gân á, tại vì chị luộc gân xong bắt đầu là phải cắt gân, chị lọc gân ra. Bắt đầu thấy gân mỡ là bắt đầu chị mới bỏ vô mỡ nổi. Tại vì cái gân ở đây nó không có phải là nạc hoàn toàn, mà chỉ có dính mỡ nữa. Nên chị bắt buộc luộc xong, bắt đầu chị mới ngồi cắt ra từng miếng bán. Rồi còn ít mỡ là chị sẽ bỏ trong nồi là chị làm mỡ nổi. Nên cái việc cắt gân thì nó mệt nhất. Tại mình vừa lọc nạc vừa lọc thịt á. Cái mỡ nổi này là một phần là do là chị lọc cái gân ra nữa, chứ không phải là mỡ hoàn toàn. Nên gì ở đây mỡ nó cũng có vị dai hơn mấy chỗ kia là nó bở. Còn ở đây thì mỡ nó cứng, tại vì nó có pha vô thịt nữa nên nó hơi cứng. Lúc trước là một phần là chị nói bỏ mỡ nội vô là bún bò nó sẽ thơm hơn, nó sẽ béo hơn. Với thứ hai nữa là khách nó ăn cảm thấy ngon á, rồi khách nó người này người kia người ta hỏi, với bạn bè người ta dẫn tới rồi người ta cảm thấy ăn được, rồi bắt đầu nó rủ bạn bè tới rồi. Giống như mấy người lớn tuổi cũng vậy, người ta thích ăn nó tan trong miệng, nó hơi có vị béo, người ta thích hơn. Đi lúc đầu là chị nói bán á, là mỡ nội một phần á, thứ nhất là để cho nước nó thơm, thứ hai nữa là nó có vị béo. Rồi bắt đầu thấy khách nó thích ăn mỡ nội rồi bắt đầu chị mới bán luôn. Rồi giá chị thì sinh viên, nói thiệt là nói chung lại á, thì ở đây là chị bán đúng chỗ người nào á mà ăn muốn thêm, xin muốn thêm hay gì nói muốn nhiều, chị vẫn cho nhiều, trừ khi mà có em nào mà kêu thêm một chén, muốn thêm là chị sẽ lấy thêm một chén 5.000. Còn như rau hay gì á, là người ta xin thêm mà chị sẽ cho, chị không có lấy tiền. Trừ khi là giống kiểu em nào mà muốn, tại vì ăn muốn nhiều rồi mà người ta muốn ăn muốn nhiều thêm nữa, người ta xin nói bán thêm một chén muốn thêm là chị sẽ lấy thêm một chén 5.000. Vừa làm vừa bán vừa rửa tô cũng có nữa, cái khâu gì chị cũng làm được hết. Mà đôi lúc nó đông quá thì đông lúc cào chứ, đôi lúc đông quá thì con người mình nó hơi mệt mỏi, nhưng vì phục vụ của thấy khách và ăn ngon miệng cũng mình cũng phục vụ nhiệt tình à. Nói chung là quán chị thì từ nhân viên hay tới ai vậy là phục vụ nó vui vẻ hoặc bác khách nó không có chê, mà nó không phản ánh là nói ở quán này nó hơi khó này kia, không có nghe. Ở đây là người giống cũng
ai xin gì hay bất cứ gì là vẫn phục vụ nhiệt tình, trừ khi mà khách đông quá thì nhờ khách lấy giùm thôi. Từ cũng có nhiều khách nó cũng khó chịu lắm, ngồi gần đó đó mà đũa muỗng nó cũng không lấy nữa, phải kêu lấy nữa. Mà đôi lúc hết khách mình đông mình đâu có phục vụ tới được hết được em. Khi nào mà mình rảnh á, bắt đầu mình mới nỡ được. Còn khi nào đông thì phải khách thông cảm thôi chứ. À, nhiều người họ không có từ đồng ý là người ta cái đũa muỗng đó người ta còn kêu chị ơi lấy đũa muỗng. Mà khi thì khách đông thì đâu có lấy được. Chị nói có gì em lấy giùm. Tại vì chị đã bỏ sẵn màu mè gia vị, chị bỏ sẵn hết rồi, ớt rồi chị châm hết rồi. Từ khi cái nào mà em xin thêm một là bún thêm hoặc là rau thêm, cái gì chị mới phục vụ thôi. Còn mấy cái thứ đó là khi khách đông thì bọn em thông cảm thôi. Có nhiều khách ăn với chị là cũng 9-10 năm cũng có. Mà khách ăn cũng 7-8 năm cũng có nữa. Mà đa số là chị bán là khách, đa số là sinh viên, khách quen không à. Mấy người, mấy đứa sinh viên quen á. Mặc dù người ta đi lâu, nói chung chị cũng có cái hên là người ta đi lâu, người ta ở đâu. Lâu lâu người ta quay lại, người ta ghé ở đây, người ta vẫn ghé chị ăn. Tại vì người ta nói là đi đâu không bằng hương vị ở đây. Tại vì người ta ăn quen á, hoặc là hương vị nó quen. Chứ không phải là ngon hay dở gì mà hương vị nó quen. Người ta nhận xét chứ. Người ta nói đó là chị nghe cảm nhận của mấy đứa sinh viên nói thôi. Nó nói là ăn ở đây á, thì cái vị nó đậm đà hơn, với nó thơm mùi bún bò hơn, nó thơm hơn mấy chỗ khác. Cái nước dùng nó thơm hơn, với giờ lại cái vị nhìn nó đậm đà hơn, với nó không có hôi mùi mắm ruốc. À, khách nó nói vậy, nó nói chị nấu không thơm, không nghe thơm mùi mắm ruốc. Tại vì nó không có nồng á chị, tại vì cái mắm ruốc á chị sẽ có khử thêm một cái nào gì đó nữa, bắt buộc là cái mắm ruốc nó không có hôi. Còn nhiều người hồi nấu là người ta đổ trực tiếp vô luôn, bắt đầu nó nóng lên á, nó nước sôi nó lên là bắt đầu mắm ruốc nó phật ra là nó hôi. Còn như đây là chị đã khử rồi, là chị đã dùng một cái gì đó rồi, bắt đầu chị mới xào là cái ruốc và chị mới đổ vô trực tiếp, bắt đầu chị mới lọc cái xác ra, chị vứt ra rồi bắt đầu chị lấy cái nước thôi. Nên gì nó không có hôi, chứ thật ra là bún bò có mắm ruốc nó mới ngon. Còn không có mắm ruốc là nó không có ra bún bò được. Cái nồi này là tượng trưng cho người Huế, gắn bằng cái nồi này không à. Người quê của chị hồi xưa là cô bà 23 năm rồi, từ gia truyền con. Đời mẹ nồi rồi tới đời mẹ của cô Út rồi tới đời Út là ba đời rồi đó. Có giò, có chả cua, huyết, bò tải, bò bắp, xương. Bò mình phải lấy hàng nhất, hàng ngon. Phải ngon nấu mới ngon, chứ chị cũng chẳng tay giỏi chi mà mua đồ dở mà nấu ngon hết đó. Phần nhiều là người Huế. À, cô tên Út, chủ tên Hưng là khách đặt phấn đó. À, cô bạn bò tên Hương, ngày nào cô cùng bạn, nhưng mà chủ nhật thứ bảy có cơ hội. Cô bạn 23 năm rồi, từ gia truyền con. Đời mẹ nồi rồi tới đời mẹ của cô Út rồi tới đời Út là ba đời rồi đó. Cũng trên ạ, 50-70 lận. Tại vì đời bà nồi tới giờ mà. Bà nồi chị bạn từ Huế, chị xuất phát từ Huế mà. Có giò, có chả cua, huyết, bò tải, bò bắp, xương. Giá cả thì bình thường 60, còn đặc biệt thì 70. Đặc biệt là mình múc ngon hơn tỷ. Chẳng hạn như ai ăn ít thì họ ăn 60, còn ai họ ăn mạnh họ ăn 70. Đặc biệt thấy quán hơn không? Chả cua cũng ngon, mà giò cũng ngon, mà bò cũng ngon, mà tải cũng ngon. Nói chung là đó là mình chỉ hỏi khách. Chị hỏi khách thì khách nó được. Nồi nhôm mà mình nấu, nhưng mà nhiều quá thì mình phải nấu quá cái nồi này, mình phải đổ quá cái nồi này. Cái nồi này không sao mà nấu bạn đủ cho khách được á. Tại vì người quê của chị hồi xưa là gắn bằng cái nồi này không à. Cái nồi này là tượng trưng cho người Huế. Nhìn vô là biết đúng là như vậy đó. Nhưng cái nồi này máu nóng em đó. Vì hồi xưa là chị gắn bằng cái gắn, cái bếp là bếp bằng không thiệt.
vuông là mình bỏ là mình gắn. Sau là cái nồi này, nếu như bán nhiều nữa là có thêm một cái nồi này, mà bán nhiều nữa thì cũng là thêm một cái nồi này. Cái nồi này là nồi nói chung là tù cột. Là cái nồi này mình vẫn nấu bằng than. Củi cũng được, than cũng được. Củi không có đun được bằng ga. À không, mình nấu ga chứ. Nấu ga mà khi mình gắn đi là mình phải bỏ than. Chứ không tắt bếp vẫn bỏ than vô cho đỏ. Rồi mình gắn chạy. Chứ nấu than thì nấu không kịp đâu mà không có chỉnh được. Tại vì than nó phải bếp cho to, vì mình nấu nhiều á. Nó phải bếp cho to chứ con bếp này sao nấu. Khách vô cho nóng cho kịp khách ăn. Còn nếu như mà mình để mình cắt đoạn á là khách vô không kịp nóng để khách ăn. Thì bên này xôi thì bên này phải nóng. Rồi bên này là tặng hết cái này là mình có di chuyển qua. Mình bán như vậy là từ mấy giờ là mình đã phải chuẩn bị? 6 giờ chuẩn bị ha, 3 giờ. 3 giờ sáng chuẩn bị. Vậy có cần hâm. 3 giờ mình dậy mình hâm. 3 giờ mình dậy mình hâm rồi tới khoảng 6 giờ, 6 rưỡi là có bán. Bò mình phải lấy hăng nhất, hăng ngon. Nói chung là phải ngon. Nói chung phải ngon nấu mới ngon. Chứ chị cũng chẳng tay giỏi chi mà mua đồ dở mà nấu ngon hết á. Mua đồ ngon thì mình nấu mới ngon. Mình xài đồ nóng mình mới chịu khỏi dày 3 giờ em. Còn nếu như mình không xài đồ nóng thì từ từ mình dày cho nó chi. Cũng còn mới của mình là cái vị mới thì cái vị nó sẽ thấy cái vị bỏ trong này như thế nào. Không, giống nhau à em. Tại vì nhiều người họ ăn thì gu thôi, theo cái gu thôi. Còn chị nấu là chị nấu theo cái cổ tay kiếm là họ nấu giống như chị đi. Thì chị theo cái gu hồi xưa chứ thôi. Chứ còn mỗi người ăn theo mỗi gu, nhiều khi họ ăn bên nữa cái gu người ta ngon, thì người ta ăn bên đó, ta thấy ngon. Còn ăn gu mình hợp thì họ cũng thấy ngon rồi đó. Mỗi con ái họ nấu cũng nhiều người họ thích cái gu của mình thì ở đâu họ kiếm tới. Còn nhiều người họ hạp về gu mình thì họ tới những quán nào cũng được. Cái chả cua này là mình tự làm, mình tự nắm, mình tự vớt. Đúng rồi, mình khoảng 20 ký. Mình bán cho khách mà nhiều cái khách thích ăn thì đặt chín cũng có, sống cũng có. Vì bún bò mình xả thì ai không dùng xả nó chống hâu chứ chị thấy là ai cũng phải dùng xả hết. Chứ nếu không dùng xả thì hẳn ra mua bún bò. Cái nước của mình cũng là nhỏ trong. Nước của mình cũng giống như mọi người vậy. Ờ. Đó thì chưa thì nhưng mà nói chung là tùy theo sở thích của giá chủ. Khách quen thì đa số là có nhiều người Huế tới ăn. Phần nhiều là người Huế. Họ có nhận thấy là nóng mỡ. À, thì họ cũng nói bình thường rồi đó. Chứ họ không nói bất thường là được rồi đúng không? Không thôi thì kệ, mình cứ cố gắng nấu ngon cho khách ăn thôi. Cứ phạt huy vậy thôi. Mấy ngày công đoạn nào thấy làm cực nhất? Cũng đang nấu cực hết. Tại vì mình phải kỳ. Nên cho không có cái công đoạn. Cũng đoạn nào cũng giống nhau hết. Cũng đoạn nào cũng cực hết. Là mình phải sơ chế kỹ. Đúng rồi. Hàng ăn mà em, hàng ăn là mình phải kỳ. Kêu nhỏ chúng là nội ở dưới mà tình trạng mà xấu xảy ra thì đó là giống như tai nạn nghề nghiệp thôi. Ai muốn dưới rửa hết đúng không? Ai cũng muốn sạch mà. Mọi người ai bạn họ cũng muốn sạch hết. Điều nói chung là nhiều khi tai nạn nghề nghiệp thì hàng dưới rau rồi có cầm rạc hay là cái gì đó. Đó. Cái niềm vui cô bán vui hả, là khách ăn khen ngon rồi khách giới thiệu lại nhiều người nói là hả lợi ăn là thấy vừa ý. Có nhiều người nói là gia đình nói là ăn là chỉ thích ăn bún bò ở đây thôi mà mua chỗ khác là ở nhà phát hiện là không có ăn. Ở đây rất có cái hương vị riêng á, với là có nhiều loại giò này, giò phanh nạc, chỗ này là giò phanh gân, rồi giò móng, rồi thịt ba rọi. Quán của cô hả là cô nấu bằng xương với thịt,
cái chất lượng của cô là chất lượng, quan trọng là chất lượng. Nước lèo lúc nào cũng đậm đà, mà cái màu của nước bún bò là nấu bằng từ cái màu ớt quế ra, chứ không có bỏ cái màu điều gì, không có bỏ. Cô tên là Nguyễn Quỳnh Hoa, năm nay cô 56 tuổi, cô bán bún bò này cũng được 15 năm. Nhà cô là trong cái hẻm này, nhà cô là 176/16 với một căn là 176/1B, đường Hậu Giang. Bún bò 176 Hậu Giang không chi nhánh. Không có làm. Nhưng mà tại thấy cái con đường này á, lúc mười mấy năm về trước là cái con đường này không ai bán bún bò Huế hết trơn á đó. Rồi cô mới nói thôi để cô bán thử coi làm sao. Nhưng mà trời thương cái bán được thành công. Cô bán từ 4 giờ cho đến 8 giờ rưỡi, nếu trễ lắm thì 9 giờ là. Nếu bình quân là bán khoảng 5 đến 600 tô. Mà Tết thì bán nhiều hơn, nhưng mà ngày thường là bán cỡ vậy. Một ngày hả là bán khoảng 30kg. Giờ heo. Bún thì tùy, có bữa 100, có bữa 90, bữa 80. Vậy đó. Cái nghề này có cực quá không cô? Cực chứ. Cực, nhưng mà nhiều khi mình bán, mình cảm thấy bán được, bán đắt thì mình cũng ham làm chứ cực lắm. Làm từ sáng luôn á, 7 giờ là làm riết đến chiều, tối làm quần quật suốt luôn. Ở đây thì bún bò thì nó có nhiều giá tiền. Đặc biệt á, là một tô đầy đủ giò nạc á, là giống vậy nè, đó. 75 ngàn là đặc biệt. Còn đầy đủ giò găng á, là cái này nè, là 70. Đầy đủ giò móng là 70. Còn đầy đủ không giờ là 60, còn bò với chả là 55. Cái nước dùng thì mình nấu như thế nào? Nước dùng á hả? Nước dùng thì cô nấu là nước luộc giò heo ra với xương bò với bắp bò. Quán của cô hả là cô nấu bằng xương với thịt. Cái chất lượng của cô là chất lượng, quan trọng là chất lượng. Nước lèo lúc nào cũng đậm đà, nhưng mà không bỏ màu, bởi vì nấu theo tự nhiên, nấu khi nào nó mềm thôi, chứ không có bỏ cái chất gì mà để cho làm mềm. Mà cái màu của nước bún bò là nấu bằng từ cái màu ớt quế ra, chứ không có bỏ cái màu điều gì, không có bỏ. Giò heo là cô không có trụng màu, tại vì những giò heo này ngon nè, là nhìn vô là biết giò mới nên cô không có trụng màu. Còn con đi những cái quán mà bún riêu hay bún bò nó bỏ màu là nhiều cái giò nó cũ thì nó mới qua màu, thì người ta không thể phát hiện ra đồ cũ được. Còn ở đây là bán ngày nào là hết ngày đó, nên giò heo của cô là không có bỏ màu. Khi nào ăn là cô sẽ bỏ vô nước lèo, nó nóng rồi cô vớt ra, cô để lên tô bún bò. Chứ là có nhiều loại giò này, giò phanh nạc, còn này là giò phanh gân, rồi giò móng, rồi thịt ba rọi, lưỡi bò, có lưỡi bò đó, cái này là lưỡi bò nè, lưỡi bò, rồi có bò viên nữa, với gân bò. Chả cô là chả quế làm bằng thịt heo, ở đây là bằng thịt heo chứ không có làm thịt bò, nhưng mà chả quế, chả của người Huế, công thức của người Huế là chả này là ở nhà của người chị gói, không có lấy qua chợ. Thì cô xắt thịt bò của cô là luộc xong là cô sẽ bỏ vô tủ cấp đông cho nó dẻ lại cái thịt đó, nó cứng lại. Cô xắt bằng máy. Thịt bò đây là cô xắt bằng máy. Thì xong rồi xắt bò viên, luộc giò heo cũng làm xong, cũng để vô tủ lạnh cho nó trắng ngon đó. Rồi xong rồi đem ra bán. Cô có thấy quán cô có chấm nó đặc biệt không? Có, ở đây có hình đặc biệt là nước chấm me. Nước chấm me là ở nhà làm. Không biết sao, tại vì đấy cái khẩu vị bò thì thường ăn nước chấm nó chua chua nó mới ngon, nên cô làm. Khách á hả, thì ở đây có nhiều khách là ở xa, có khách địa phương, có nhiều khách
ở nước ngoài về ăn xong rồi đi xong rồi giới thiệu. Rồi cũng có nhiều người coi trên mạng á, tại trong đây cũng có nhiều người quay á, rồi lợi tìm địa chỉ người ta ăn. Nhưng mà nói đúng ra là ăn là ngon, ăn xong ta mua về nữa là biết là chắc ngon ta mới mua về. Ăn xong thì họ cảm giác là cảm giác ta nói ngon quá. Ta nói bún bò này ngon quá. Cái niềm vui cô bán vui á là khách ăn khen ngon, rồi khách giới thiệu lại nhiều người nói là hả lợi ăn là thấy vừa ý. Có nhiều người nói là gia đình nói là ăn là chỉ thích ăn bún bò ở đây thôi, mà mua chỗ khác là ở nhà phát hiện là không có ăn. Ở đây rất có cái hương vị riêng á. Ở đây thì bán nhiều lắm không có nhớ, nhưng mà cũng có nhiều diễn viên lại ăn nè, có Kinh Quốc, rồi có Vũ Long, có Trương Quỳnh Anh, rồi Cải Lương thì có Thanh Tuấn, với mấy người nóng thêm á mà không có nhớ tên. Cái xí quách bò này chị cứ gọi, người thì gọi là tủy bò, người thì gọi là mỡ nổi. Nhưng thực ra nó là cái thịt mà gỡ quanh cái cục xương đó. Chị gỡ rời ra chị bán 10.000 một chén. Họ nói mềm và thơm ngon. Thường thường cái món này hết sớm nhất, nhiều người ăn nhất. Nhiều quán để nguyên cục xương cho khách người ta tự gỡ ăn. Nhưng mà đây thì chị gỡ sẵn ra rồi, khách chỉ việc ăn thôi chứ không phải gỡ. Nó mềm mềm nó thơm bởi vì hầm lâu lắm, hầm từ đêm mà đến sáng mới vớt nên nó mềm lắm, nó không còn nó sừng sực nữa. Bình quân một ngày chị hầm khoảng 70 kg xương, bây giờ là chuẩn bị đã chuẩn bị hầm rồi, tức là hầm từ 10 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau chị tắt điện bắt đầu chị pha ra chị bán. Chị tên là Phương, Minh Phương, quán bún bò Huế Minh Phương. Chị bán được hơn 10 năm rồi. Mà lúc trước chị bán ở bên hông, chị mới rời về cửa nhà mình đây. Địa chỉ nhà mình là 68 Sạch 94, đường Đồng Nai, phường 15, quận 10. Chị mình mở cửa 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Chị bán hàng ăn lâu rồi, cái này là nghề gia truyền của gia đình nhà chồng, của ba mẹ, mẹ chồng bây giờ già rồi để lại cho con dâu bán. Quán chị là có này, giò heo này, giò nạc, giò gân. Chả Huế, chả bò, chả cua, ba loại chả. Rồi có bò nạm này, bò nạm thân bò đó. Rồi có bò viên, có tái. Tô em bé là 30, tô nhỏ 35, tô lớn là 40, tô đặc biệt là 60. Tô đặc biệt đầy đủ luôn thì sẽ có... Có nhiều món lắm, có giò, bò, chả, tái, nạm, gầu, gân. Tức là có những món gì trên quán mà trong tô đặc biệt đều có hết. Là tô 60. Cái xí quách bò này chị cứ gọi, người thì gọi là tủy bò, người thì gọi là mỡ nổi. Nhưng thực ra nó là cái thịt mà gỡ quanh cái cục xương đó. Chị gỡ rời ra chị bán 10.000 một chén. Đó, cứ một chén như thế này là 10.000. Có người thì gọi cho chén tủy bò, có người gọi cho chén xí quách bò, hoặc là cũng có người gọi là cho chén mỡ nổi. Họ nói mềm và thơm ngon. Thường thường cái món này hết sớm nhất, nhiều người ăn nhất. 10.000 một chén xí quách bò, gỡ ra rồi không để xương. Mình hầm mình lấy cái nước lèo đi rồi, thì còn cái thịt nó dính ở quanh cái cục xương đó đó. Mình gỡ ra mình bỏ lên chén thì mình bán thì gọi là chén xí quách bò thôi, chứ còn ngoài quán nó để nguyên cả cục xương. Mà chị đây chị gỡ ra rồi. Xương thì nhiều lắm, gần 100 kg xương nữa, bởi vì chị hầm cái nồi 300 lít. Nhưng mà xí quách thì không nhiều, chỉ được khoảng độ già nửa cái nồi này thôi, nó tan hết rồi. Người ta gọi là chị ơi cho chén tỉ bò đi, cái chị cũng múc chén này chị đưa ra. Rồi có người gọi chén xí quách bò thì chị cũng đưa ra. Rồi có người gọi mỡ nổi đi, chị cũng đưa cái chén này ra, người ta ok hết. Thế nên là nhiều cách gọi như vậy, tự khách người ta gọi chứ cũng không phải mình đặt tên cho nó nữa. Chứ nó đúng là xí quách bò, gỡ trong cục xương hầm rồi người ta gọi là xí quách. Nhiều quán để nguyên cục xương cho khách người ta tự gỡ ăn, nhưng mà đây thì chị gỡ sẵn ra rồi, khách chỉ việc ăn thôi chứ không phải gỡ. Nó mềm mềm nó thơm bởi vì hầm lâu lắm, hầm từ đêm mà đến sáng mới vớt nên nó mềm lắm, nó không còn nó sừng sực nữa. Mình hầm thì điện nó hầm nên mình cũng không có cực, cứ cho vài cắm điện vào hầm suốt đêm thôi. Bình quân một ngày chị hầm khoảng 70 kg xương, bây giờ là chuẩn bị đã chuẩn bị hầm rồi, tức là hầm từ 10 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau chị tắt điện bắt đầu chị pha ra chị bán. Hầm nó tốt đấy đó, bây giờ bắt đầu là cái nồi không này bắt đầu là
đưa hết ra nước lèo đưa qua nồi chứa. Rồi bắt đầu là chuẩn bị là ông anh ông bỏ ra hầm. Cân thịt là mình luộc, đêm là mình luộc rồi, sáng là mình chỉ có bỏ ra bán thôi. Nói chung là cực nhất là quán ăn, cũng vất vả lắm. Chứ mình yêu nghề chứ, mình yêu nghề mình mới làm được. Chứ còn nó thức khuya dậy sớm cực lắm. Đó, đây này xả nhiều này, gừng nhiều. Cứ cho xả nhiều vào nó cứ hương xả. Gừng nó đánh cái mùi bò, nó đỡ hơi mùi bò. Nếu mà nói về mà muốn hương vị ngon, đặc sắc thì phải là có mắm ruốc phải thật ngon. Mắm ruốc phải mình phải nhập từ ngoài miền Trung, miền ngoài Huế đó, thì mới ra được cái hương bún bò ngon. Tất cả giò heo với này thịt bò, gân bò là đến tận lò mổ lấy về, mình mới bán được giá bình dân, nấu ngon giá bình dân như này. Cái nghề của gia đình nhà chồng mà, mình chỉ là dâu thôi. Dâu về bán kế nghiệp cho gia đình nhà chồng, má chồng già yếu rồi. Khách sang họ hẹn tô đặc biệt có giò hoặc đặc biệt không giò. Còn bán tô đầy đủ có giò hoặc là đầy đủ không giò là tô 40 là cũng bán nhiều nhất. Cũng có khách đến ăn một lúc hai tô mà hay đến ăn nữa. Thì có ông khách đó thôi, chỉ có một ông khách đó là ăn một lúc hai tô thôi mà ông hay ăn nữa. Còn người khách thì ngày nào cũng ăn thì nhiều. Họ nói ăn chỗ khác không hợp, họ cứ đến đây ăn. Khách Tây có, khách nước ngoài có. Nhiều khi người ta nói làm cho người ta mang về mãi cần giờ cần ruột gì á. Đó, mang 5-7 tô, 10 tô về cho bà con ở dưới đó, tất cả để riêng đừng trụng để sống hết. Nấu ngon bán bình dân. Thứ nhất là mặt bằng của nhà chị. Cái thứ hai là anh của chị đi lấy tận lò mổ luôn, không qua cầu nào hết. Rau này kia cũng đi tận Bình Điền lấy luôn, đến chợ đầu mối lấy. Cho nên mình nấu ngon bán bình dân. Có nhiều người nói ngon rồi còn mua mấy bịch đem về nữa. Nhưng mà từ khi Covid đến giờ chị bán chậm hẳn. Trước Covid chị bán là khách ngồi kín hết, kẹt xe kẹt đường hết. Chị cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn những vị khách đã ủng hộ quán từ trước đến giờ.